Vào ngày 4 tháng 1, Tổng thống Barack Obama đến tham dự buổi lễ từ biệt các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ tại căn cứ quân sự Meyer Henderson ở Arlington, Virginia, trước khi chính thức chuyển giao quyền lực cho tân Tổng thống Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Thế nhưng trong khi Obama đang phát biểu, một người lính trong đội nghi lễ đột nhiên ngã gục xuống sàn ngất xỉu, chiếc nón văng ra xa cả mét. Trong khi đó, những người lính xung quanh vẫn bình tĩnh giữ nguyên đội hình và nghiêm trang đứng gác như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiện không rõ đã có chuyện gì xảy ra với người lính, nhưng điều đó không hề làm ảnh hưởng hay gián đoạn buổi lễ. Có lẽ anh ấy chỉ bị kiệt sức mà thôi. Về phần Obama, ông đã gửi lời cảm ơn đến quân đội Hoa Kỳ vì sự phục vụ và hy sinh của họ đối với nước Mỹ, đặc biệt trong khoảng thời gian ông nắm giữ chiếc ghế tổng thống. Obama cũng hy vọng sẽ không có vấn đề gì xảy ra trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho Trump và hy vọng Trump cũng sẽ nhận được những hỗ trợ và những lời khuyên hữu ích từ những người có trách nhiệm giống như ông đã từng nhận được trước đó. Kết thúc buổi lễ, Obama được trao tặng huân chương danh dự vì 8 năm cống hiến tận tụy cho nước Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!